Hi, xin chào tất cả các cô chú chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ review căn phòng ở Turtle Bay Resort ở Hawaii đi. Và mình sẽ quay chi tiết cái căn phòng resort ở đây cho tất cả các cô chú anh chị xem. Và hãy đi theo mình sẽ quay một phòng nha. Quay phòng khách sạn resort Turtle Bay Resort ở Hawaii. Khách sạn ở đây cũng khá đắt. Các cô chú anh chị và các bạn
channel thì hãy nhớ đăng ký like và share cho kênh của mình đăng lên channel của Sống Vì nha. Xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Bye.
bạn. Bà con không? À con nè. Đi bộ ra ngoài bên hông á, đây còn mấy cái bụi. Đây là khuôn viên ở đường bên hông của resort. Ở bên này là cục đường à? Ở phía sau xanh đẹp chứ. Đi bên này người ta đang nằm phơi nắng. Đi ra ngoài xe. Chắc đường này. Đường này này. Có trượt. Aloha. Đây còn mấy chiếc xe chở đi quanh nè. Mà làm mà buồn ngủ à? What? Và đây sao đi xin có à? Rất trượt được không? Đây còn như xe đạp.
mình tưởng là sân gót này chứ. Không phải. Mình đi ra xe nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.